Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Nehemi, chương 1. Lời của Nehemi, con trai Hakalia. Năm thứ 20, nhằm tháng Kitlơ, sải khi tôi đang ở tại kinh đô Susa, có một người trong anh em tôi tên là Hanani với vài người Juda đến. Tôi hỏi thăm chúng về dân Juda đã được thoát khỏi, tức những kẻ đã bị bắt làm phu tù còn sót lại, và hỏi luôn về những việc Jerusalem. Các người ấy nói với tôi rằng những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót ở lại trong tỉnh bị tai nạn và sỉ nhục lắm. Còn vách thành của Jerusalem thì hư nát và các cửa nó đã bị lửa cháy. Khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc, cư tang mấy ngày. Tôi cử ăn và cầu nguyện Đức Chúa Trời của các tầng trời mà rằng: Ôi Jehovah Đức Chúa Trời của các tầng trời, tức Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, hay giữ lời giao ước và lòng nhân từ cùng kẻ nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài. Tôi xin mắt Chúa hãy đói đến và lỗ tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ đầy tớ Chúa mà tôi hiện lúc này hằng ngày và đêm cầu nguyện vì dân Israel là các tôi tớ Chúa ở tại trước mặt Chúa, và xưng những tội của dân Israel mà chúng tôi đã phạm với Ngài. Và lại, tôi và nhà của tổ phụ tôi cũng có phạm tội. Chúng tôi có làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa, không vâng giữ điều răn giới mạng và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se là kẻ tôi tớ Chúa. Xin Chúa hãy nhớ lại lời Chúa đã phán dạy Môi-se kẻ tôi tớ Chúa rằng: Nếu các ngươi phạm tội, ta sẽ tan rãi các ngươi giữa các dân tộc. Còn nếu các ngươi trở lại cùng ta, gìn giữ làm theo các điều răn của ta, dầu khi kẻ bị tan lạc của các ngươi ở cuối tận trời, ta cũng sẽ từ đó chiêu tập chúng nó về và dẫn chúng nó đến nơi ta đã chọn đặng cho danh ta ngự tại đó. Vả, chúng là các tôi tớ và dân sự của Chúa mà Chúa đã cậy quyền năng và tay mạnh mẽ mà chuộc lại. Chúa ơi, tôi nài xin Chúa hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện của kẻ tôi tớ Ngài và lời cầu nguyện của các tôi tớ Ngài vẫn vui lòng kính sợ danh Ngài. Ngày nay, xin Chúa hãy làm cho tôi tớ Chúa được may mắn và ban cho nó tìm được sự nhân từ trước mặt người này. Vả, bây giờ tôi làm quan tiểu chánh của vua. Chương 2. Đang năm thứ 20 đời vua Ác-ta-xét-xê, tháng Ni-san, rượu sẵn ở trước mặt người, tôi lấy rượu dâng cho vua. Trước, tôi không hề có bộ buồn rầu tại trước mặt người. Vua nói với tôi rằng: Nhân sao ngươi mặt mày buồn, dầu mà ngươi không có bệnh? Điều đó chỉ là sự buồn rầu trong lòng mà thôi. Bây giờ tôi lấy làm sợ hãi lắm, bèn nói với vua rằng: Nguyện vua vạn tuế, lẽ nào mặt tôi không buồn khi cái thành là nơi có mồ mả của tổ phụ tôi bị phá hoang và các cửa thành bị lửa thiêu đốt? Vua hỏi tôi rằng: Ngươi cầu xin cái gì? Tôi bèn cầu nguyện cùng Đức Chúa của các tầng trời rồi tâu với vua rằng: Nếu vua thấy điều đó là tốt lành, nếu kẻ tôi tớ vua được ơn trước mặt vua, xin vua hãy sai tôi về Juda, đến thành có mồ mả của tổ phụ tôi để tôi xây cất thành ấy lại. Đang khi ấy, hoàng hậu cũng ngồi bên cạnh vua. Vua bèn hỏi tôi rằng: Ngươi đi đường lâu chừng bao nhiêu và khi nào ngươi trở về? Vậy, vua đẹp lòng sai tôi đi và tôi định nhật kỳ cho người. Tôi cũng thưa với vua rằng: Nếu điều này được đẹp lòng vua, xin vua hãy trao cho tôi những bức thư truyền các quan tổng trấn bên kia sông, cho phép tôi đi ngang qua cho đến khi tôi tới Juda.
lại ban chiếu chỉ cho Asaph, kẻ giữ rừng vua, truyền người cho tôi gỗ làm khuôn cửa của thành điện giáp với đền và làm vách thành cùng nhà mà tôi phải vào ở. Vua bèn ban cho tôi các điều đó, tùy theo tay nhân lành của Đức Chúa Trời tôi giúp đỡ tôi. Vậy, tôi đến cùng các quan tổng trấn bên kia sông, vào trao cho họ những bức thư của vua. Vả, vua có sai những quan tướng và quân kỵ đi với tôi. Khi Sanballat, người Horon, và Tobia là kẻ tôi tớ Ammon hay điều đó, thì lấy làm bất bình, vì có người đến đặng tìm kiếm sự hưng thịnh của dân Israel. Vậy, tôi đến Jerusalem và ở tại đó 3 ngày. Tôi và mấy người cùng theo tôi bèn trỗi dậy ban đêm. Tôi chẳng cho ai hay biết sự gì Đức Chúa Trời đã khiến lòng tôi toan làm vì Jerusalem. Lại, ngoài con thú tôi cưỡi, thì chẳng có con thú nào khác ở với tôi. Ban đêm, tôi ra nơi cửa trũng, đối ngang suối chó rừng và đến cửa phân, xem xét các vách thành của Jerusalem bị hư nát và các cửa nó bị lửa thiêu đốt. Đoạn, tôi đi qua cửa giếng và đến nơi ao của vua. Song không có nơi nào đặng cho con thú tôi cưỡi đi ngang qua được. Kế đó, ban đêm, tôi bắt đường khe đi lên, xem xét vách thành, rồi tôi thối lại vào nơi cửa trũng mà trở về. Vả, các quan trưởng không hiểu tôi đi đâu, nào rõ tôi làm gì. Và đến chừng ấy, tôi chưa tỏ ra cho người Giu-đa, hoặc cho những thầy tế lễ, hoặc cho kẻ quyền quý, hoặc cho quan trưởng, hay là cho các người khác lo làm công việc được biết gì đến. Tôi bèn nói với chúng rằng, các ngươi hãy xem tình cảnh khổ nạn của chúng ta đương đây. Jerusalem bị phá hoang và các cửa nó bị lửa thiêu đốt. Hãy đến, xây cất các vách thành Jerusalem lại, hầu cho chúng ta chẳng còn bị sỉ nhục nữa. Tôi cũng thuật cho chúng làm sao, tay nhân từ của Đức Chúa Trời tôi đã giúp đỡ tôi và các lời vua đã nói cùng tôi. Chúng nói, hè, ta hãy trỗi dậy và xây sửa lại. Vậy, chúng được vững chắc trong ý nhất định làm công việc tốt lành này. Sanballat, người Horon, Tobia, kẻ tôi tớ Ammon, và Geshem, người Ả Rập, được hai việc đó, bèn nhạo báng và khinh bỉ chúng tôi. Chúng nó nói rằng, các ngươi làm chi đó? Các ngươi có ý phản nghịch vua sao? Tôi bèn đáp với chúng nó rằng, Đức Chúa của các từng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông. Vì vậy, chúng ta là tôi tớ Ngài sẽ trỗi dậy và xây sửa lại. Nhưng các ngươi không có phần hoặc phép hoặc kỷ niệm trong Jerusalem. Chương 3. Eliashib, thầy tế lễ thượng phẩm, trỗi dậy với các anh em mình là những thầy tế lễ và xây cất cái cửa chiên. Chúng biệt nó riêng ra thánh và đặt 2 cánh cửa. Chúng biệt nó riêng ra thánh cho đến tháp Mea và cho đến tháp Hananeen. Kế Eliashib, người thành Jericho xây cất. Kế chúng, Saku, con trai của Imri xây cất. Con cháu của Sena xây cất cửa cá. Chúng đặt khuôn và tra cánh, chốt với then nó. Kế chúng, Meremot, con trai của Uri, cháu của Hakot, lo sửa xây. Kế chúng, Mesulam, con trai Berekia, cháu Mesesa Leon, làm tu bổ. Kế chúng, Sadoc, con trai của Baana, tu bổ. Kế chúng, những người Tekua, tu bổ. Song các người tước vị họ chẳng ghé vai vào công việc của chúa mình. Yoyada, con trai của Phasea và Mesulam, con trai của Besodia, sửa xây cái cửa cũ lại. Chúng lợp nó, tra cánh, chốt và then. Kế chúng, Melatia là người Gabaon và Gia-đôn là người Meronot, cùng những người Gabaon và người Mít-ba thuộc về địa hạt của quan tổng trấn bên kia sông, đều tu bổ. Kế chúng, Usien,
con trai Hạt Ha Gia, một kẻ trong bọn thợ vàng tu bổ. Kế người Hanania là người trong bọn thợ hòa hương tu bổ. Họ sửa xây Jerusalem cho vững bền đến vách rộng. Kế họ Rephaia, con trai của Hurơ, làm quản lý phân nửa quận Jerusalem tu bổ. Kế họ Jedaya, con trai Harumap, tu bổ nơi đối ngang với nhà người. Kế người Hát Túc, con trai của Ha-sáp-nia tu bổ. Mankiya, con trai của Harim, và Ha-súp, con trai của Pha-hát-mô-áp, tu bổ một phần khác và cái tháp lò. Kế chúng Sa-lum, con trai của Ha-lô-he, làm quản lý phân nửa quận Jerusalem, và các con gái của người đều tu bổ. Hanun và dân cư Sanoa sửa cái cửa trũng. Chúng xây cất nó, tra cánh cửa, chốt và then, cũng xây 1,000 thước vách ngăn cho đến cửa phân. Mankiya, con trai Rekab, quản lý quận Bết Hát Kerem, sửa cái cửa phân. Người xây cất nó, tra cánh cửa, chốt và then. Salun, con trai của Côn Hô Xe, quản lý quận Mít Ba, sửa cái cửa giếng. Người xây cất nó, lợp nó, tra cánh cửa, chốt và then. Cũng xây vách ngăn của ao Siloe gần bên vườn vua, và cho đến cái thang từ thành David trở xuống. Kế người Nehemi, con trai của Abuk, quản lý phân nửa quận Bethsura, sửa xây vách cho đến ngang các lăng tẩm David, cho đến ao đã đào, và cho đến nhà của các dõng sĩ. Kế người Rehum, con trai Bani, người Levi, tu bổ. Kế người Hashabia, quản lý phân nửa quận Keila, tu bổ về phần quận mình. Kế người có anh em của họ là Ba Vai, con trai của Henadad, quản lý phân nửa quận Keila tu bổ. Kế người Ese, con trai của Josue, quản lý Mít-ba, tu bổ một phần khác, đối ngang dốc đi lên kho binh khí ở về góc thành. Sau người có Baruch, con trai của Sáp-bai, lấy lòng sốt sắng tu bổ một phần khác, từ góc thành cho đến cửa vào nhà Eliashib, thầy tế lễ thượng phẩm. Sau người có Meremot, con trai Uri, cháu Ha-cốt, sửa một phần khác, từ cửa vào nhà Eliashib cho đến cuối nhà người. Sau người có những thầy tế lễ là kẻ ở đồng bằng Giô-đan tu bổ. Kế chúng Benjamin và Ha-súp tu bổ phần đối ngang nhà mình. Kế chúng Asaria, con trai của Ma-a-se-ya, cháu Anania, tu bổ phía bên nhà mình. Kế người Binui, con trai của Henadad, sửa một phần khác, từ nhà Asaria cho đến nơi cạnh và cho đến góc thành. Phalan, con trai của Usai, sửa nơi đối ngang góc thành và nơi tháp cao ló ra của đền vua, đụng giáp cái sân ngục. Kế người đó có Phedaya, con trai của Pharoth tu bổ. Và người Nethinim ở tại Ophên cho đến nơi đối ngang cửa nước về phía đông và tháp ló ra. Kế người ấy có người Thecoa sửa một phần khác đối ngang tháp lớn ló ra và cho đến vách Ophên. Những thầy tế lễ sửa nơi phía trên cửa ngựa, mỗi người sửa phần đối ngang nhà của mình. Sau chúng, Sa-đốc, con trai Y-mê, sửa nơi đối ngang nhà mình. Kế sau người có Sê-ma-gia, con trai Sê-ca-nia, kẻ giữ cửa đông, tu bổ. Kế người Hanania, con trai của Sê-lê-mia và Hanun, con thứ sáu của Sa-láp, sửa một phần khác. Kế chúng Mê-su-lam, con trai của Bê-rê-kia, sửa nơi đối ngang nhà mình. Kế người Mankiya, một người trong bọn thợ vàng, sửa cho đến nhà của người Nethinim và tay buôn bán, đối ngang cửa Mi-phơ-cát và cho đến nơi dốc của góc thành. Còn những thợ vàng và tay buôn bán đều sửa phần giữa nơi góc thành và cửa chiên.
Thư của Phaolô gửi cho người Ê-phê-sô, chương 1. Phaolô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, gửi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em. Ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được, để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giêsu và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, là soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Chương 2. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy. Trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra,
đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Vậy, anh em, kẻ xác thịt là người ngoại, bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì trong xác thịt bởi tay người ta, gọi anh em là người không chịu cắt bì. Hãy nhớ lại lúc trước, trong thuở đó, anh em không có Đấng Christ, bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Nhưng trong Đức Chúa Giêsu Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi. Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù nghịch đã phân rẽ ra. Bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai, lập nên một người mới trong Ngài. Và vì bởi thập tự giá, Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó, Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ngài lại đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa và sự hòa bình cho kẻ ở gần. Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một Thánh Linh. Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Chúa Giêsu Christ là đá góc nhà. Cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được giữ phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Chương 3. Ấy bởi điều đó mà tôi, Phao-lô, vì anh em là người ngoại mà làm kẻ tù của Đức Chúa Giêsu Christ. Và anh em có nghe Đức Chúa Trời ban chức cho tôi là ân điển mà Ngài vì anh em phó cho tôi. Thế nào bởi sự tỏ ra, tôi đã hiểu biết điều mầu nhiệm mà tôi mới bày tỏ cùng anh em mấy lời. Đọc đến thì anh em có thể rõ sự hiểu biết của tôi về lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. Lẽ mầu nhiệm đó tức là dân ngoại là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể, đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ tin lành mà lập trong Đức Chúa Giêsu Christ. Còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc tin lành ấy cứ sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời, là ân điển đã ban cho tôi bởi công hiệu của quyền phép Ngài. Phải, ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ, và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên muôn vật. Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời, theo ý định đời đời của Ngài, đã làm xong trong Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Trong Ngài, chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách giản dị. Tôi cũng xin anh em chớ nhân sự hoạn nạn tôi chịu vì anh em mà ngã lòng. Điều đó là điều vinh hiển của anh em vậy. Ấy là vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha. Bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên. Tôi cầu xin Ngài, tuy sự giàu có vinh hiển Ngài, khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Vả Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta
có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyên Ngài được vinh hiển trong Hội Thánh và trong Đức Chúa Jesus Christ trải các thời đại, đời đời vô cùng. Amen. Thi Thiên thứ hai. Nhân sao các ngoại bang náo loạn và những dân tộc toan mưu trước hư không, các vua thế gian nổi dậy, các quan trưởng bàn nghị cùng nhau nghịch Đức Giê-hô-va và nghịch đấng chịu sức dầu của Ngài mà rằng: chúng ta hãy bẻ loài tói của hai người và quăng xa ta xiềng xích của họ. Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó. Bây giờ Ngài sẽ nổi thịnh nộ phán cùng chúng nó, dùng cơn giận dữ mình khuấy khỏa chúng nó mà rằng: dầu vậy, ta đã lập vua ta trên Si-ôn là núi thánh ta. Ta sẽ giảng ra mạng lệnh. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: ngươi là con ta, ngày nay ta đã sinh ngươi. Hãy cầu ta, ta sẽ ban cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp và các đầu cùng đất làm của cải. Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó. Con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn ngoan. Hỡi các quan xét thế gian, hãy chịu sự dạy dỗ. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách kính sợ và mừng rỡ cách run rẩy. Hãy hôn con, e người nổi giận, và các ngươi hư mất trong đường chăng? Vì cơn thịnh nộ người hồng nổi lên. Phàm kẻ nào nương náu mình nơi người, có phước thay. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.